Trung Bi Moto hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một siêu phẩm mới. S1000R2021. Wow. Các bạn thấy nó thiết kế có chất không? Đây là thiết kế đèn pha của F900R. Và thân hình của S1000RR cá voi sát thủ. Đây là một con roadster, còn gọi là neck bike tiêu chuẩn. Siêu to khổng lồ 999cc. 4 máy thẳng hàng. Công suất hiện nay của nó là 165 mã. Tại tua là 11.000. Còn mô men xoắn cực đại là 114 Nm tại 9.250 vòng trên phút. Theo công bố của hãng thì tốc độ tối đa 201,2 km/h. Nhiều người nói rằng S1000R không còn vẻ đẹp của mắt nổ mắt xịn. Nhưng tôi đánh giá với cái đầu đèn mới này thì nó lại có một cái nét rất chi là hướng đến tương lai, như kiểu mặt của cái mũ bảo hiểm của Iron Man. Đấy, nhìn trực diện rất ngầu. Error Roadster với những dòng Next Buy của BMW, chúng tôi gọi là Roadster. Roadster là những cái xe chạy trên đường, đường phố, đường đẹp. Từ góc nhìn này các bạn có thể thấy rất ngon nhỉ. Màn hình 6,5 inch, tương tự nhưng trên những mẫu GSA C400, F850 mới và cả F1000RR. Fork trước fork Marucci, phanh BMW. Fork sau cũng fork Marucci. Heo của BMW Brembo.